Mời quý vị theo dõi thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm mùng 10 ngày 11 tháng 12 do Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 15 cho tới 23 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực di tích quốc gia Dụ Mực Thang và vùng núi đất phía Tây, khu vực này có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 cho tới 26 độ, độ ẩm trung bình là 85%. Còn ở khu vực vùng núi thấp, khu vực này nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 cho tới 27 độ, độ ẩm trung bình 85%.